Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ngoại hình Hoài Lâm thay đổi thế nào sau hơn 7 năm bước chân vào showbiz Việt? Khi đăng quang quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014, Hoài Lâm có ngoại hình điển trai, thư sinh, còn hiện tại anh phát tướng khiến fan có nhận ra. Năm 2014, ở tuổi 19, Hoài Lâm bất ngờ tỏa sáng trong cuộc thi Gương Mặt Thân Quen và giành ngôi quán quân. Không chỉ có giọng hát trời phú, anh còn được khán giả, đặc biệt là các fan nữ, say mê nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối. 7 năm trước, Hoài Lâm đốn tìm người hâm mộ bằng nụ cười và gu thời trang lịch lãm nam tính. Thời điểm sau đăng quang, Hoài Lâm rất đắt show đi hát. Danh hài Hoài Linh tự hào về con trai nuôi và hy vọng Hoài Lâm ngày càng thành công trên sân khấu ca nhạc. Nam ca sĩ sinh năm 1995 được đánh giá là một trong số các nghệ sĩ hội tụ cả hai yếu tố, tài năng và ngoại hình. Hát chậm nhạc quê hương nhưng Hoài Lâm chịu khó chăm chút, thay đổi diện mạo theo hướng trẻ trung, cá tính, phù hợp lứa tuổi. Mái tóc nhuộm màu sáng của anh từng khiến các fan bất ngờ, thích thú. Năm 2017, Hoài Lâm công khai tình yêu với Bảo Ngọc, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Sự nghiệp của anh dần chững lại từ đây. Hoài Lâm bị cho là mải mê yêu đương, ít đi diễn và không ra sản phẩm mới. Sự nghiệp sa sút nhưng nam ca sĩ không quá bận tâm. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện với gương mặt trạng ngời hạnh phúc trong những bức ảnh chụp cùng bạn gái. Hoài Lâm tự nhận có lúc anh đã mất cảm xúc với âm nhạc, phải dùng chất kích thích để khơi lại cảm hứng. Cuối năm 2018, Hoài Lâm tạm dừng ca hát để về quê chữa bệnh. Khi tái xuất, anh khiến fan ngỡ ngàng với mái tóc ngắn sát da đầu và diện mạo già dặn phong trần hơn xưa. Năm 2019, Hoài Lâm tiết lộ anh đã có hai con gái và cho biết thời gian nghỉ ca hát, anh vất vả làm nhiều nghề như giao hàng, chạy xe ôm để trang trải cuộc sống. Từ cuối năm 2019, cuộc hôn nhân của Hoài Lâm và cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc bắt đầu rạn nứt. Nam ca sĩ lại biến mất khỏi làng nhạc. Anh được cho là về quê Vĩnh Long nghỉ ngơi, tìm lại bình yên. Trong vài lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh cá nhân, Hoài Lâm để lộ gương mặt mệt mỏi, xuống sắc thấy rõ. Chàng ca sĩ nỗ lực tìm lại đam mê âm nhạc và giải tỏa nỗi lòng qua tiếng hát. Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với hai bản hit Hoa Nở Không Màu và Buồn Làm Chi Em Ơi, đánh dấu việc anh trở lại đỉnh cao sau 2 năm tạm xa sân khấu. Hoài Lâm còn chiến thắng hạng mục ca khúc của năm tại giải Cống Hiến 2020 và đoạt giải Làn Sóng Xanh 2020. Tháng 3 2021, Hoài Lâm tự quay video giới thiệu một ứng dụng điện thoại trên trang cá nhân. Trông anh khác lạ với gương mặt tròn xoe, hình thể béo lên trông thấy. Khi chụp poster cho sản phẩm, đời có mấy khi, Hoài Lâm diện áo sơ mi trắng để lộ vóc dáng ngày càng mũm mĩm, cằm bắt đầu có nọng. Dường như chàng ca sĩ không còn bận tâm đến ngoại hình. Nhiều người đoán nhờ về quê, được tận hưởng cuộc sống bình yên, không còn áp lực người nổi tiếng nên Hoài Lâm ăn ngủ ngon hơn và dần phát tướng. Trong lần hội ngộ nghệ sĩ hài Hoàng Mèo gần đây, Hoài Lâm gây chú ý với trang phục bình dân và chiếc bụng bia. Trông anh khác lạ hoàn toàn so với thời điểm đăng quang quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014. Không chỉ thay đổi ngoại hình, phong cách ăn mặc của Hoài Lâm cũng bị nhiều khán giả nhận xét, nhìn xòe xòa như ông chú. Hồi tháng 6, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Hoài Lâm gọi điện cho anh và thông báo sắp trở lại sân khấu. Giọng ca sinh năm 1995 tâm sự, giờ chỉ còn âm nhạc là nơi tôi có thể bày tỏ được hết tâm tư, cảm xúc mà không phải bận tâm nhiều thứ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.